soi kèo U22 Campuchia với U22 Indonesia ngày 9 tháng 5, không còn tự quyết. Đội bóng của huấn luyện viên Keisuke Honda vừa tự bắn vào chân mình khi trong trận đấu với U22 Myanmar ở vòng đấu vừa qua thì họ đã bất ngờ để thua chóng vánh với tỷ số 0-2. Dẫu cho ngay lúc này, cơ hội đi tiếp của U22 Campuchia là vẫn có, nhưng đội bóng chủ nhà đã không còn quyền tự quyết. Khi mà ở thời điểm hiện tại họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm, hiện đang kém vị trí thứ 2 của U22 Myanmar 2 điểm. Vì vậy, dù cho U22 Campuchia có được thắng lợi ở trận này đi nữa, thì nếu như ở trận đấu sớm U22 Myanmar có được 3 điểm trước U22 Philippines, thì thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda cũng phải nói lời chia tay giải đấu này từ sớm mà thôi. Tuy nhiên, còn nước thì vẫn còn tắt, và dù cho không còn cơ hội đi tiếp đi chăng nữa, thì U22 Campuchia cũng cần có một chiến thắng hoặc một trận cầu mãn nhãn để cống hiến dành cho người hâm mộ nước nhà. Dẫu cho U22 Indonesia không phải là đối thủ dễ chịu, nhưng đừng quên ngay lúc này đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử đã cầm chắc trong tay ngôi đầu, nên biết đâu được U22 Indonesia sẽ cho U22 Campuchia chút ân huệ với tư cách là đội bóng chủ nhà. Vì vậy, với kèo được chấp một trái, thì đội bóng của huấn luyện viên Keisuke Honda vẫn là cái tên đáng để giới mộ điệu đặt niềm tin trong trận đấu này. Phía bên kia chiến tuyến, như đã nói với việc U22 Indonesia đã toàn thắng cả 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, thì ngay lúc này họ đang ngồi chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng tại bảng A với 9 điểm, hiện đang bỏ xa vị trí thứ 2 của U22 Myanmar 3 điểm, và có nhiều hơn đối thủ với hiệu số bàn thắng là 13 bàn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, dù cho ở trong trận đấu cuối cùng này, U22 Indonesia có để thua với cách biệt đến 10 bàn đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ là cái tên bước vào bán kết với cương vị là đội bóng đứng đầu bảng A mà thôi. Vì vậy, nhiều khả năng ở trận đấu tối nay thì huấn luyện viên Mario Gomez chỉ đưa các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu và dưỡng sức cho các nhân tố quan trọng trong đội hình, để họ có được lực lượng tốt nhất trước khi bước vào vòng bán kết, bởi đối thủ của U22 Indonesia khi đó chỉ có thể là U22 Việt Nam hoặc U22 Thái Lan mà thôi. Qua đó có thể thấy, với một trận đấu không có quá nhiều ý nghĩa như trận đấu với U22 Campuchia, thì thầy trò huấn luyện viên Mario Gomez chỉ cần thi đấu tròn vai và kết thúc với một kết quả không thua đã là quá tốt. Vì vậy, với việc U22 Indonesia đang chấp đối thủ đến một trái ở kèo châu Á, thì đây là tỷ lệ rất mạo hiểm nếu như giới mộ điệu đặt niềm tin vào đội bóng đến từ quốc đảo sư tử. Soi tỷ lệ tài xỉu U22 Campuchia với U22 Indonesia, hiện tại, các sàn giải trí đang mở tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu này ở mức 2.5/3, một tỷ lệ có khả năng rất lớn sẽ về xỉu, đặc biệt là trong trận đấu này. Cần biết, trong trường hợp ở trận đấu sớm U22 Myanmar có được chiến thắng, thì dù cho U22 Campuchia có thắng U22 Indonesia với bất kỳ tỷ số nào đi nữa, thì họ cũng bị loại. Nên nhiều lúc này U22 Campuchia sẽ không còn động lực để thi đấu đấu. Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ cần một trận hòa để dưỡng sức cho các cầu thủ quan trọng đã là quá đủ. Còn trong trường hợp U22 Myanmar để thua hoặc bị cầm hòa bởi U22 Philippines, thì khi đó chỉ cần U22 Campuchia có được 3 điểm trước U22 Indonesia mà không cần quan tâm đến số lượng bàn thắng, thì họ sẽ có được tấm vé đến bán kết. Bởi nếu xét về hiệu số bàn thắng thì U22 Campuchia vẫn đang nhỉnh hơn U22 Myanmar đến 4 bàn. Đội hình ra sân dự kiến U22 Campuchia với U22 Indonesia. Thành tích gần đây U22 Campuchia với U22 Indonesia. Thành tích đối đầu U22 Campuchia với U22 Indonesia. Dự đoán kết quả U22 Campuchia với U22 Indonesia. Dự đoán tỷ số 1 đều. Dự đoán tỷ lệ châu Á, U22 Campuchia nằm dưới 1 trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2.5/3.